Lãnh đạo quận Liên Chiểu có buổi làm việc với công ty cổ phần đầu tư và phát triển làng Vân và lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và tổng hợp làng Vân. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và tổng hợp làng Vân được phê duyệt cách đây 9 năm và Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu đã tiến hành di dời dân và giải tỏa đền bù hơn 90% hồ sơ, nhưng do nhiều nguyên nhân nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Qua trao đổi những thuận lợi cũng như tháo gỡ khó khăn với nhà đầu tư, lãnh đạo quận đề nghị các ngành liên quan nhanh chóng chi trả 280 hồ sơ còn lại, chậm nhất đến cuối tháng 6 năm 2021 phải thực hiện bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu và phường Hoài Hiệp Bắc tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án. Về phía nhà đầu tư cam kết sẽ làm lễ khởi động dự án vào ngày 29 tháng 3 năm 2021, đồng thời ưu tiên hỗ trợ an sinh xã hội cho các hộ dân khó khăn của phường Hoài Hiệp Bắc và quận Liên Chiểu.